Chào các bạn trên kênh Nhạc Việt TV. Rất vui hôm nay ekip chúng tôi lại có điều kiện qua đền Chử Đồng Tử Tiên Dung ở Đa Hòa. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục quay cho các bạn về kiến trúc của hai căn nhà. Đây là hai căn nhà ngựa. Về vị trí thì là hai căn nhà ngựa này là tiếp giáp ngay sau của hai căn thảo xá. Đây là căn nhà ngựa ở bên tả này. Đây. Đây, căn nhà ngựa chỉ nhỏ này thôi, nó chỉ là một gian. Thế còn là bên đối diện là bên hữu. Đây. Đấy, còn cái bên này này các bạn, vùng này, đây chính là căn thảo xá bên hữu. Đây, nhà ngựa đây. Đó. Thế còn đây là vùng vách thôi, trang trí rất cầu kỳ, tôi sẽ review cho các bạn sau. Còn ở phía giữa này chính là nhà Thiên Hương, tôi cũng sẽ review sau. Bây giờ tôi sẽ đi sang bên chỗ cái nhà tạ, nhà ngựa bên tạ để đi review cho các bạn nhé. Đây. Đây, bên này là căn bên tạ này. Đây, căn nhà ngựa đây. Ngay phía trước thì các bạn nhìn đây, có một cây hương bằng đá khá cao đấy. Cây này tôi ước lượng là chiều cao từ dưới chân này lên đến cái đỉnh phía trên này phải rơi tầm khoảng 2,5 mét. Đây, lối vào của nhà ngựa đây, 3 bậc. Nhà ngựa thì chỉ là một gian, cửa bức bàn 4 cánh. Đây là phần rìa mái và mái này. Thế còn phía trên kia là hai bên hồi với lại bờ lóc. Trên đấy thì được trang trí đắp khá đẹp. Đây, phía trước là hai con nghê này. Đó, ngay phía đầu là hai con nghê đúng không các bạn? Đấy. Thế còn ở phía vùng giữa này với hai bên của bờ lóc trên đỉnh ấy thì là cái này là mây dạng như đuôi rồng cách điệu. Dạng hoa lá thôi, trung tính. Thế còn các bạn nhìn này, phía dưới của mái này, đây, cái vùng rìa mái này, vùng rìa mái này thì là một mảng gỗ đục hoa văn rất đẹp. Đây là 3 tấm gỗ. Đây, cái vùng ngắn ngắn này là 1 tấm này, cái vùng giữa dài là 1 tấm này, và cái vùng bên này cũng là 1 tấm ngắn. Đó, thì tôi xem được bên này được gì nào. Bắt đầu từ mình nhìn ở bên này là bên phía bên trái, bên tay của mình nhá. Đấy, đây là đầu rồng, thân rồng. Đây, đục rồng. Ở bên này chắc chắn đục rồng rồi. Thế còn đây là gì đây? Ở đây thì vùng giữa này là cúc à? Chứ tôi chưa hình dung được hai bên đầu. Hai bên đầu này ngay sau của cái tấm đục rồng thì là cái vùng này là hai con gì này? Nhìn chưa nhận ra. Bạn nào biết thì chú thích rồi nhé. Thế còn bên này
bên này như là sen các bạn, đúng không? Bên này là sen này, có nghĩa là ở đây các cụ đục không đối xứng đâu, không đối xứng đấy nhá. Cái tấm này này với tấm ở ngoài cùng bên kia này, bên phải bên trái không đối xứng, không giống nhau đấy. Một bên là rồng, bên là sen. Thế cái tấm giữa này thì vùng giữa thì là đục là cốc à. Thế còn hai bên ngoài, hai bên hồ này của tấm giữa này thì chưa hiểu được cái gì. Đây các bạn chú thích nhé. Thôi tôi tiếp tục đi vào trong review cho các bạn xem này. Đây, qua ba bậc đá này với bộ cửa bức bàn này, cửa này thì phía trong là ống ngựa đó, các bạn nhìn thấy không? Ống ngựa này. Ông ngựa đứng trên xe nhé, chứ không phải đứng dưới đất. Ở đây thì là kiệu. Tôi nghĩ là chắc lễ hội là ông ngựa này cũng được rớt. Thì cái có kiệu ở đây. Thế còn đây là cái khánh treo chuông này. Đây, tôi quay ở phía trên này. Về kết cấu ấy thì nhà ngựa này tương đương với một gian của bên nhà Thảo Xá, kết cấu giống hệt, có kia có điều là cao hơn một chút, tôi nghĩ là mái cao hơn khoảng tầm nửa mét ấy. Thì về kết cấu thì giống nhau đó, cũng là không có cột cái mà thay bằng hai hàng cột trốn quá giang dài và ngồi lên hai đầu của cột quân với cột hậu. Và trong lòng này thì là thông suốt, vừa đủ diện tích để bày ống ngựa với lại kiệu phía sau. Thế là hết diện tích. Thì bên này ống ngựa này được sơn màu đỏ, đứng trên giá cũng đỏ luôn, giá xe đỏ đó. Sơn này là sơn ta này, tôi nghĩ là ông ngựa này được làm từ giai đoạn đầu đấy. Đức sơn rất lạ, bây giờ không thể có, và màu cũng rất cổ. Ông ngựa này thì tôi nghĩ là dạ xin phép ạ, bằng gỗ các bạn. Rồi. Thế còn phía ngoài thì là bảy hiên với lại mái hiên, không có cột hiên. Đây vùng này thì là được xây ngăn cách với lại hai bên nhà Thảo Xá. Thế còn vùng này là vùng hồi. Thế còn bên phía ngoài thì các bạn nhìn này, cái vùng này là cái vùng tường ngăn thôi. Phía đằng sau đấy là vườn, sân vườn, gọi là vườn thượng uyển này. Thì ở đây cũng là trang trí hoa văn rất đẹp trên cái bức tường này. Thì ở cái góc này chính là một cái cột đồng trụ. Cột đồng trụ thì phía trên đỉnh, phía trên đỉnh của cột đồng trụ là con gì đây? Cứ zoom lên dễ nhìn nhé.
ở phía dưới bốn mặt thì là bốn con nghê rồi. Thế còn ở phía trên chưa nhìn thấy cái hoa văn là con gì. Thế dưới nữa là dưới bốn con nghê thì ở đây là bốn con gì đây? Mẹ này là con rùa này, mẹ này là rồng phượng. Thế khu này là đất tứ linh à? Thế xem là trên đỉnh nhỉ, đỉnh này con rồng các bạn, rồng. Đấy, đấy là cái cột đồng trụ. Thế còn bên phía giữa của cột đồng trụ với lại cái phần vách của nhà ngựa thì ở đây là bức tường nhưng được các cụ đắp rất cầu kỳ. Phía trên là bức quân thư này, một bên là cái tùng, bên là cây mai, hai bên thì có chữ triện cách điệu để trang trí ở vùng giữa này, giữa đài này. Hoa này nó là gì nhìn lạ thế. Đây, thế còn ngay phía dưới nữa thì là cái khu này được đắp ở cái khu giữa dài dài ấy, thì là rồng này, cá này, rùa này. Đấy, đây một con rồng cuốn nhá. Đây các bạn nhìn thấy vùng đầu này, đây cái vùng này vùng đầu này. Đấy, vùng này vùng đầu. Đây, cá đây, cá nó ẩn dưới cái mây của rồng này. Còn cái vùng này vùng thân rồng này, bên này là con rùa này. Đó, bên ngoài này thì ô này đắp con phượng này, ô này thì đắp con lân. Đó, điều khác rất ý nghĩa. Thế còn phía dưới này thì giữa là chữ thọ này. Thế còn ở bốn góc thì tôi nghĩ là đây là tàng tứ linh này, long lân quy phụng, ở giữa là chữ thọ. Đó, thì tiếp tục sang bên này nha. Đây, cái vùng này là nhìn sang bên hữu đây. Thì ở cái chỗ này là đây, giả cái trên là mái hai tầng tám mái này như kiểu cộng ấy, nhưng mà đây chỉ là giả thôi. Phía dưới thì là đắp mà một cái bức phù điêu, một bên là cây tùng, có một cụ đang ngồi phía dưới dặn đắp phong cảnh đó. Thế còn phía dưới cả một cái khoang lớn này thì đắp, đây vùng này là một con rồng này, bên này thì là cây tùng đó. Đây là còn phía dưới, cái dưới con rồng là cá này. Đây, khu này là cá này. Đấy, đây là sen này, đây cây tùng này, bố trí đẹp. Đây vùng này là mây này. Đây, đây là cái đuôi rồng này. Đây, con rồng này, con rồng đang lao xuống. Đây, còn cái vùng lưỡi này là hóa này. Đây là long giáng. Thế còn bên hồi của cái nhà phía trong, cái nhà này thì sẽ review sau đây các bạn nhé. Đây là cái này là cái hồi, cái chữ này là cái vùng cửa,
nhưng mà các cụ cách rượu đi đó. Thế thì qua đây là cái nhà Thiên Hương này, thì đối diện bên kia thì là nhà ngựa Bên Hữu. Đấy, tôi sang tôi quay lướt cho các bạn coi, bởi vì là đối diện, đối xứng nhau mà. Đây, ngay gần đây cũng là cái gian ở nhà phía sau, thì sẽ như sau này, có chữ này, cái chữ này khác chữ bên kia. Các bạn nào biết thì các bạn chú thích nhé. Thế còn tranh, vùng này là đắp khác này các bạn này. Bên kia cái vùng này đắp rồng, thì bên này là đắp phượng này. Phượng. Chỗ này có cây vúng tương tư vàng này. Thì tôi hiểu cho các bạn xem này. Đây là đắp là đây là con phượng này. Đấy. Bên này là cái tùng rồi, dây hình dung rồi. Đây. Chim, cây cọ, cái này cây gì, chắc cây đa, khả năng cây đa. Tiếp là con phượng nữa này, có nghĩa đây là đắp là một đôi phượng đó. Rồng phượng, bên rồng bên phượng. Thế còn phía trên này, phía trên thì cũng là cảnh, nhưng bên kia là một cụ ngồi thiền, bên này cũng là một cụ ngồi mà dáng khác nhau. Nhưng về cơ bản cảnh ở trên thì tương tự, cảnh dưới thì khác. Đây là mái này. Thì còn đây là cái cột đồng trục này. Cột đồng trục thì chắc chắn là đối xứng với bên kia rồi. Đấy. Trên đỉnh là rồng này, phía dưới là bốn mặt nghê này. Thế xong phía dưới nữa là tứ linh. Thế còn bên này, vùng này. Đây, cuốn thư này. Phía dưới là cảnh này. Đây là chữ thọ này. Bốn góc là tứ linh này. Đó. Đây, nhà ngựa ở bên hữu đây. Đây các bạn nhìn cái bức tranh này là khác này. Bức tranh chỗ diềm mái ấy. Tôi zoom lên để bạn nhìn dễ nha. Đó, khác bên kia. Có một cái hay ở cái tòa nhà này này. À, ở các cái tòa nhà ở trong cái công trình kiến trúc này này, là một số các chi tiết đắp vẽ là không đối xứng đâu. Không đối xứng qua trục dọc của nhà đâu. Đảo đi. Đó, cũng hơi lạ rồi. Chứ bình thường các cái công trình kiến trúc là hay đối xứng nhau. Nhưng ở đây chỉ là đối xứng những cái chính thôi. Thế còn những cái mà các cái hoa văn đắp hay là trang trí thì các cái phần nhỏ ấy, thì lại thường làm không đối xứng. Đấy, có thể đấy là quan điểm của cụ Trung Mạnh Trinh, muốn cho cái công trình có một cái điểm nhấn chăng. Ở cái vùng diềm mái ở bên này thì như tôi nhìn ấy, chủ yếu đục hoa lá. Đấy. Chủ yếu là hoa lá, và tôi nghĩ khả năng hoa này là hoa phù dung này. Hoa phù dung đây, cái vùng giữa này, giữa là hoa phù dung đây. Đấy, hoa phù dung nó cũng giống hoa cúc mà ở dạng dây. Nhưng bên này như là nho này. Đấy, bên này không biết là cái gì, tôi đang không hiểu cái này. Nếu bạn nào biết thì giải thích nhé. Là nho là biểu tượng của bên công giáo. Thế nhưng mà công trình kiến trúc này ấy, thì cũng khá nhiều trang trí là dạy nho. Đây các bạn có thể chú thích, giải thích cho tôi. Tôi hỏi cụ rồi nhưng mà các cụ ở đây các cụ không biết. Đây, vào phía trong review một chút về cái nhà ngựa của ông ngựa bên Hữu. Đây ông ngựa bên Hữu đây. Các bạn nhìn thấy khác kia không? Khác màu. Bên kia là ống ngựa màu đỏ, bên này thì ống ngựa màu trắng. Thì cũng như bên kia thì bên này ông ngựa cũng được ngự trên một chiếc xe bốn bánh.
xin phép ạ. Cũng bằng gỗ các bạn. Đây là bát hương thờ. Đó. Thì bên này là cũng là giá treo chuông này, nhưng mà chuông thì không thể có, chắc các cụ đem đi đâu hay làm bị hỏng. Đây còn là phía trên mái này. Kết cấu khá đơn giản. À, chúng ta đi ra nha. Tôi đi lùi ra là các bạn nhìn hơi lạ. Đây, sàn hướng này, ba bậc đá này. Tôi nghĩ là cái nền này là được tôn lên này. Chứ ba bậc đá này đáng ra phải làm bằng nhau. Đây, làm hơi lạ. Cái bậc đầu tiên thấp, chắc cái nền tôn lên sau. Có thể là bị giai đoạn đầu làm không thấp quá, cái nền thấp quá, bị động nước mưa chăng. Đó, thế là toàn bộ. À, ở đây quên, các bạn để ý đây. Các bạn biết tượng đá đây tượng gì không? Rùa này. Rùa này. Đó. Các bạn biết cái câu thơ gì về rùa ở trên đình chùa không? Các bạn hãy chú thích nhé. Thương thay thân phận con rùa, gia đình đội hạc lên chùa đội bia. Đó. Thì bên này là mấy con rùa đá này là không bị đội gì. Trời. Như clip thì cũng đã dài. Nếu các bạn thấy clip hay và ý nghĩa thì hãy tặng cho chúng tôi một là nút subscribe, một nút like, một nút chia sẻ để các cái clip được lan tỏa tới các cái bạn mà yêu thích kiến trúc nhà cổ nhà Việt. Nếu các bạn có những cái thắc mắc, comment hay là những vấn đề cần trao đổi thì các bạn cứ mạnh dạn trao đổi nhé, không phải ngại. Thế còn cái tòa này là cái tòa Thiên Hương thì tôi sẽ review vào một cái số khác. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.